Kể từ hôm nay, cô không phải theo hầu hạ tôi nữa. Dạ thầy, thầy nói gì em không hiểu. Ý của tôi là bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ được sống cuộc sống tự do của cô, không cần phải làm vợ bé của tôi nữa. Dạ, nhưng mà em không muốn rời xa con gái của em. Con gái của cô? Con gái của cô hồi nào? Trên khai sanh, tên ba mẹ của nó là tôi và Hồng. Còn trên thực tế, cô chưa bồng ẵm nó một ngày nào, cũng chưa cho nó bú một giọt sữa nào. Lấy cớ gì cô kêu nó làm con của cô? Thầy à, nhưng mà em sinh nó ra, nó là con của em mà. Cô có biết tại sao họ bỏ tiền ra mua cô về nhà, để vừa làm người ở, vừa làm con hầu, vừa đẻ con cho tôi không? Họ nhắm một người nghèo hèn ngu dốt như cô để đẻ con cho tôi, là họ đang hại tôi đó, con biết không? Họ muốn con tôi sau này sẽ ngu dốt thất học như cô, sẽ nghèo hèn thân sơ thất sở như cô. Họ thâm độc tính toán. Người ngu dốt như cô thì làm sao mà hiểu biết được. Cô về nói với họ, đừng hòng qua mặt tôi, cũng đừng ai ăn hiếp Lưu Phan này. Tôi không cần họ, mà cũng chẳng cần cô. Cô nghe rõ chưa? Dạ, em hiểu. Hiểu? Nói gì cũng hiểu, cũng biết. Hiểu biết quá thì làm ơn rời xa tôi đi, đừng theo tôi nữa. Nhưng mà em có lời hứa với ông bà chủ là phải theo hầu hạ thầy. Hầu hạ hay là theo dõi tôi để báo cáo kịp thời nhất cử nhất động của tôi cho họ biết hả? Dạ em không làm chuyện đó. Em theo hầu hạ thầy. Thầy tại sao em làm vậy thôi? Coi như là cô đã hết nhiệm vụ rồi. Cô về nói với họ là tôi trả cô về cho họ đó. Nhưng mà còn con bé Lưu Mai, thân cô còn lo chưa xong, ở đó mà lo cho bé Lưu Mai. Lưu Mai nó là con của tôi, con của một mình tôi thôi, cô nghe rõ chưa? Nhưng mà nó cũng là con của em mà. Tiền công sanh nó của cô đây, cô đi đi, tôi còn nhiều việc phải thu xếp lắm. Báo cho họ biết, đừng bao giờ tìm tôi nữa, có tìm cũng tìm không ra tôi đâu. Thầy, nhưng mà thầy định đi đâu? Cô đừng tò mò làm công nữa, hết nhiệm vụ rồi. Cô về nói với họ là giữ con tôi cho đàng hoàng, nếu như có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Cứ cho mọi chuyện cô nói về thằng Lưu Phan là sự thật đi. Thì bây giờ cô muốn gì thì trở lại đây. Dạ, dạ thưa ông, thầy Phan đuổi con về thì con về. Nhưng mà hồi trước bà đã đem con về đây thì con phải trở về đây. Lúc trước tôi mua cô về là để đẻ cho tôi một đứa cháu. Bây giờ thì cô đã đẻ chữa xong rồi, cô không còn lý do nào để trở lại cái căn nhà này nữa hết á. Bà ơi, con xin ông bà, con xin ông bà cho con ở lại đây. Ông bà chủ muốn con làm tôi đòi gì cũng được hết á, con xin chấp nhận. Nhưng mà con xin ông, xin bà hãy cho con được ở gần con của con. Đó, ba má thấy chưa, con nói đâu có sai đâu. Nó nhớ con Mai nên nó cố tình về đây để gần gũi con nhỏ. Nó muốn con nhỏ mến chân mến tay nó, để nó cướp trắng con của vợ chồng con chứ gì. Bởi vậy nó mới đặt điều nói xấu chồng con. Bữa giờ có ở dưới với chồng con có sao đâu. Dạ thưa ông bà, dạ thưa cô, tôi không có thể bớt thêm một lời nào nữa hết á. Dạ, tôi xin thề với đất trời. Kinh có nói lũ giả dối thì hãy thề thốt, mà kinh thì không bao giờ nói sai hết. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở nhà này một ngày nào nữa.
Dù cho là mướn không công cũng không được. Đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Trời đất, cô quỳ ở đây cả đêm luôn đó hả? Nè, tôi đã đuổi cô đi rồi, sao cô lì quá vậy? Cô chủ ơi, cô chủ, tôi xin cô chủ, bà chủ, bà làm ơn nói giúp con một chuyện đi bà chủ. Cô Lan, con Hồng nó là má của con bé Mai trên Khai Xanh, nó muốn như vậy á thì cô làm theo vậy đi, chứ lạng quạng là tụi binh cô không có nổi đâu. Cô chủ, tôi hứa là tôi sẽ chấp nhận từ từ. Tôi xin bà với cô chủ là buồn. Mày biến đi, chấp nhận cái gì? Nhà này không ai tin mày đâu. Cô chủ ơi, tôi hứa là tôi sẽ đi, nhưng mà cô có thể cho tôi gặp con tôi một lần được không cô chủ? Đó, má thấy chưa, trước sau gì nó cũng có ý định cướp con của con à. Mày biến đi, cái đồ nhà quê này. Cô chủ ơi, xin cô chủ, cô lại, cô làm ơn yêu thương chăm sóc con của tôi giùm. Cô đừng có để mất nó nha cô chủ. Nó không phải là chuyện của mày, mày biến đi, biến đi, không bắt tao đi. Trời ơi, toàn là đồ cuốn kỉnh bỏ lại thôi. Ây da. Trời đất ơi, có mấy cái đồng mà cắt vậy à? Vậy mà hổm giờ nó mua đồ ăn ngon nấu ăn cho mình, mua thuốc cho mình uống. Thiệt tình. Ê chú, cái gì vậy? Con của con mà. Con cái gì? Có mấy đồng cắt bạc à, làm như kho báo vậy đó. Chú không có thèm lấy của mày đâu. Tại vì con có mấy xu thôi, cho nên với con nó quan trọng lắm. Nè chú, cơm của chú nè. Chú ăn đi. Hôm nay con mua thêm cơm cho chú, còn mua luôn cái món lâm xào cải chua nữa. Ủa? Sao mày biết tao khoái món này vậy? Tối chú ngủ chú mơ đó, chú nói chú thèm món này nè. Thiệt tình luôn á, cái tật của tao mà. Ban ngày tao làm cái gì á, tối ngủ mơ tao khai sạch. Con giống y chang chú luôn. Hay ho gì mà giống tao. Con nói thiệt, con bị y chang chú vậy đó. Sáng mà thấy cái gì tối nằm mơ khai hết trơn à. Nhưng con đâu có sợ gì đâu, cho nên có sao nó vậy hết. Mà mày nghe chú dặn nè, chú ở đây tới khuya, xong chú về phòng. Dạ. Tuyệt đối không được nói cho ai biết mấy hôm nay chú tá túc tại đây nghe chưa. Dạ, con biết mà. Ê, chú ăn cơm đi chứ để ngủ. Để con lấy cái muỗng cái. Nè, để chú. Mà tao phải công nhận nha, mấy hôm nay mày tồn tại ở cái bến tàu này á là mày ngon lắm á. Chứ có nhiều thằng chỉ có 3 ngày thôi ôm đầu máu chạy luôn. Thật, phải cố gắng chứ chú. Nè chú ăn đi, cái này nước tương nha, khoan khoan. Nè, đó, cái này nước tương, cái này nước tương, cái này là canh nè. Rồi á. Ủa, mà mày đâu biết tao là ai đâu, mà sao mày chăm sóc cho tao vậy? Dạ đâu có gì đâu chú, má con dạy con rồi. Má con nói á, đừng có nghi ngờ người ta, đừng có căm thù hay là xét nét gì người ta hết trơn á. Mình cứ giúp đỡ người ta hết mình đi, trước sau gì ông trời cũng trả lại cho mình à. Má con dạy vậy đó. Ừ, rồi má mày làm cái gì? Má con làm mướn. Mà má con mất rồi, tại má bị bệnh mà má giấu, không có tiền chữa trị, cái má mất.